Xin chào tất cả các con. Cô Nhàn rất vui khi được đồng hành cùng các con qua video ngày hôm nay. Các con ơi, đất nước Việt Nam chúng ta rất giàu và đẹp đấy. Đẹp nhất là thủ đô Hà Nội với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và nhiều công trình kiến trúc đẹp nữa đấy. Các con ơi, hôm nay cô và các con cùng khám phá xem thủ đô Hà Nội có những danh lam thắng cảnh nào nhé. Các con có biết đây là địa danh nào không? À đúng rồi, đây là Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm đấy. Trên hồ nước xanh có một ngọn tháp nhỏ, các con biết tháp đó gọi là tháp gì không? À đúng rồi, đó là tháp rùa đấy. Xung quanh bờ hồ có rất nhiều cây xanh bóng mát, rất thích hợp cho mọi người đi tản bộ đấy. Tạm biệt Hồ Gươm, chúng ta cùng đến một địa danh khác của thủ đô Hà Nội nhé. Đố các con biết đây là hình ảnh gì nào? À đúng rồi, đây chính là Lăng Bác Hồ đấy. Phía bên trong lăng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đang yên nghỉ. Phía trước lăng có các chú công an đang ngày đêm canh gác. Hằng ngày có rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm viếng Lăng Bác đấy các con. Còn đây là hình ảnh gì đây các con? À đúng rồi, đây là chùa Một Cột đấy. Các con có biết vì sao gọi là chùa Một Cột không? À, đó là vì chùa được xây dựng với cấu trúc đặc biệt, có một cái cột ở giữa để làm trụ, giúp cho chùa có thể nổi trên mặt nước. Xung quanh chùa còn có ao sen, hoa nở tỏ hương thơm ngát. Bên ngoài chùa còn có rất nhiều bóng cây xanh mát nữa đấy các con. Và đây cũng là địa danh cho nhiều đoàn khách tham quan nữa đấy. Cô đố các con biết đây là địa danh gì? Đây chính là Văn Miếu Quốc Tử Giám đấy. Nơi đây chính là trường đại học đầu tiên của nước ta đấy các con. Ngày nay Văn Miếu Quốc Tử Giám còn là nơi tham quan của các du khách trong và ngoài nước. Và đây cũng là nơi tổ chức hội thơ hàng năm vào ngày rằm tháng giêng nữa đấy các con. Ngoài các địa danh mà cô và các con cùng tìm hiểu ra, các con còn biết được những địa danh nào nữa? Các con hãy suy nghĩ nha. À đúng rồi, còn có một số địa danh khác nữa đấy các con, như Hoàng Thành Thăng Long, Cột Cờ Hà Nội, Nhà Hát Lớn, Cầu Long Biên, Đền Ngọc Sơn và còn rất nhiều địa danh khác nữa đấy các con. Trò chơi ai thông minh nhất? Các con hãy lắng nghe câu hỏi và trả lời bằng cách chọn hình ảnh là đáp án đúng cho câu hỏi đó. Các con đã rõ cách chơi chưa nào? Và câu hỏi của cô là: đâu là danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội? Các con hãy suy nghĩ nha. Và đáp án của cô là Hồ Gươm, Văn Miếu Quốc Tử Giám và chùa Một Cột. Chúc mừng các con có đáp án giống cô. Các con ơi, qua video bài học ngày hôm nay, cô tin rằng các con đã biết đến một số danh lam thắng cảnh ở Hà Nội đấy. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và tạm biệt các con.